Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng xin nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning Xuân Quỳnh. Good morning anh Đoàn Trọng và good morning quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị đi làm thì chắc là việc trước tiên phải nghỉ đôi tay của quý vị, vì nhiệt độ ngoài trời hiện nay nằm ở khoảng vào 37 độ. Đây là một trong nhiệt độ thấp nhất của miền Nam California từ trước đến bây giờ vào những cái mùa như thế này. Như Quỳnh theo dõi tình hình khí hậu và thời tiết sáng nay có những nét gì đặc biệt thưa như Quỳnh? Xuân Quỳnh. Quý vị khán giả thân mến, như thường lệ thì mở đầu chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay, Xuân Quỳnh xin gửi đến quý vị khán giả một vài thông tin về thời tiết. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất vào khoảng 59 độ F và thấp nhất có thể lên đến 42 độ F. Và mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 32 sáng và mặt trời lặn vào lúc 5 giờ 40 chiều. Ngày hôm nay thì trời khá là gió, là từ 5 cho đến 9 mile mỗi giờ. Và khi mà quý vị đi ra ngoài đường ngày hôm nay thì phải mang theo áo ấm, tại vì trời hôm nay rất rất là lạnh. Đó là khí hậu thời tiết tại miền Nam California, nhưng mà những cái cơn mưa nó có tới trong tuần lễ này nữa không thưa Xuân Quỳnh? Có thể nói là nắng mưa là chuyện của trời, tại vì ngày hôm qua thì theo như thời tiết đưa tin đó, là trời sẽ không có mưa. Tuy nhiên Xuân Quỳnh thấy là vào buổi chiều thì có những cái cơn mưa lớp phớt vào buổi chiều. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng không có mưa, nhưng mà không biết được, tại vì có thể nói là nắng mưa là chuyện của trời nên mình cũng không rõ, nên quý vị khán giả cứ mang theo dù với lại áo ấm. Nhưng mà cái chuyện nắng mưa là của trời, nhưng mà mặt trăng thì chắc là mình phải biết được tối nay mặt trăng snow moon, người ta hay gọi là snow moon, thì cái hiện tượng nó diễn ra ở đâu và như thế nào đó? Thưa quý vị khán giả, hiện tượng snow moon là một siêu sao khác chuẩn bị làm duyên cho sân khấu thiên thể vào tối thứ ba, tức là tối ngày hôm nay, và đó là vệ tinh tự nhiên lớn nhất và sáng nhất của chúng ta sẽ xuất hiện. Đây là một trong những sự kiện mà cho thấy rằng mặt trăng nó sẽ gần quả đất cỡ khoảng 321 dặm, và quý vị có thể chiêm ngưỡng chị Hằng một cách toàn diện phải không? Trong lúc đó thì một vài cái nơi nào mà có thể gọi là mặt đất nó tiếp cận với là mặt trăng nhiều nhất, như ở Việt Nam hay là ở Nhật hay ở chỗ nào nè? Thưa quý vị, hiện tượng mặt trăng quý vị có thể nhìn thấy ở Nobelka thuộc đất nước Nhật Bản. Wow, kính thưa quý vị, nếu quý vị điều kiện ở Nobelkrant thì chắc là quý vị sẽ thấy đó là cái điểm gần với mặt trăng nhất tối hôm nay. Chúng ta hy vọng sẽ chiêm ngưỡng được chị Hằng một cách toàn diện vào tối thứ ba. Đến bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại Washington DC cùng tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề bức tường. Chắc quý vị đã biết Tổng thống Donald Trump trong cuối tuần qua, ông đã chấp nhận một cái ngân sách dành cho chính phủ Hoa Kỳ có hiệu lực cho đến 30 tháng 9. Và trong đó có bao gồm một số tiền 1.375 tỷ đô la cho việc xây dựng bức tường gồm có chiều dài 52 dặm. Kính thưa quý vị, những sự kiện đó đã không làm cho Tổng thống Donald Trump hài lòng, và ông đã tuyên bố một trong những cái quyết định đặc biệt của ông. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và sau đó khi ông đưa ra tình trạng khẩn cấp thì ông nói đến việc ông có thể di dời ngân sách quốc gia từ trong vấn đề quốc phòng cũng giống vấn đề hỗ trợ cho thiên tai để lấy ra xây một cái bức tường dài đến 220 dặm. Và đây là một trong những sự kiện tiêu biểu cho việc thực hiện lời hứa của ông khi ông tranh cử vào năm 2016. Nhưng tất cả những sự kiện này lại không đem lại kết quả như ý của Tổng thống Donald Trump mong muốn. Mặc dù chuyến bay đi về Florida để nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần vừa qua, trong lúc đó thì tất cả những sự kiện liên tục dồn dập làm cho Tổng thống Donald Trump đang có một cái quyết định băn khoăn trước khi ông rời Washington DC để tuần tới có thể đi Việt Nam tham dự một hội nghị thượng đỉnh cùng với ông Kim Jong-un. Một trong những cái liên minh bao gồm tất cả bao nhiêu tiểu bang tất cả thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, một liên minh gồm có 16 tiểu bang Hoa Kỳ do California dẫn đầu đang kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump về quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp để gây quỹ cho một bức tường biên giới Mexico. Các tiểu bang nói rằng họ muốn ngăn chặn lạm dụng quyền lực của Tổng thống. Đảng Dân Chủ phản đối tài trợ cho rào cản của ông Trump, một cam kết chiến dịch quan trọng, và tuyên bố sẽ tranh luận về kế hoạch của ông. Kính thưa quý vị, thông báo của Tổng thống được đưa ra sau khi ông ký một dự luật
chi tiêu để tránh sự đóng cuộc của chính phủ khác. Báo chí ông có được có 1.375 triệu đô la cho vấn đề rào cản biên giới. Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông không cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng ông phải làm như vậy với hy vọng có được tiền cho bức tường nhanh hơn. Các nhà phân tích nói rằng những bình luận này có thể làm suy yếu các lập luận pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Tại sao Tổng thống Donald Trump lại bị kiện? Vụ kiện được đệ trình hôm thứ Hai nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump hành động theo tuyên bố khẩn cấp của mình để xây dựng bức tường. Nói rằng Tổng thống không có quyền chuyển hướng các quỹ được Quốc hội phê chuẩn để trả cho dự án của ông. Cái điểm chính, kính thưa quý vị, tất cả các tiểu bang đã đưa ra kiện vào ngày hôm qua, bao gồm 16 tiểu bang, và họ nói rằng vấn đề Tổng thống không có quyền chuyển các tiền quỹ đã được Quốc hội phê chuẩn để trả xây dựng cho cái dự án bức tường. Phía đứng đơn kiện thì nói rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump là vi hiến và bất hợp pháp, và sự thừa nhận của chính của Tổng thống một tuyên bố không khẩn cấp là không cần thiết. Chúng ta cũng cần nên hiểu biết biên giới Hoa Kỳ trong cái 7 biểu đồ và tất cả những cái 7 biểu đồ để đưa ra những cái sự kiện liên quan đến vấn đề xây dựng một bức tường. Và Tổng thống Donald Trump cho rằng vấn đề an ninh quốc gia nằm ở ngay biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Vì sao vấn đề an ninh biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ lại diễn ra ở biên giới? Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã biết những băng đảng M13, những vấn đề chuyển lậu ma túy và tất cả những sự di dân bất hợp pháp tạo ra một cái tình trình bất ổn cho quốc gia Hoa Kỳ ngày hôm nay phải đương đầu. Đó là luận điệu mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để đưa ra một trong những cái tình trạng gọi là quốc gia Hoa Kỳ đang đối diện với tình trạng khẩn cấp. Và điều người ta nói đến là cuộc khủng hoảng ở biên giới Mỹ và Mexico có thật sự hay là không? Thì kính thưa quý vị, tất cả những giới chức hiện nay đang đâm đơn kiện Tổng thống thì họ cho rằng chúng tôi đang kiện Tổng thống Trump để ngăn chặn ông ta đơn phương cướp tiền của người đóng thuế do Quốc hội dành riêng cho người dân của chúng tôi. Đối với hầu hết chúng ta, văn phòng của Tổng thống không phải là nơi như là một cái nhà hát. Và kính thưa quý vị, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang California, ông Xavier Becerra đã nói như vậy. Trong lúc đó thì tham gia cùng California thì có các tiểu bang nào, thưa Xuân Quỳnh, tất cả các tiểu bang chung quanh chúng ta và đến trong nằm trong tổng số 16 tiểu bang họ cũng đồng tình với California, phải không Xuân Quỳnh? Dạ đúng vậy thưa anh Toàn Trọng. Tham gia cùng với California trong vụ kiện này thì có tiểu bang Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois cũng như là tiểu bang Maine, Maryland, Minnesota và Nevada. Kính thưa quý vị, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia và Michigan là tất cả những tiểu bang có đơn kiện Tổng thống vào ngày hôm qua. Các tiểu bang trong đó họ trừ ra Maryland là do đảng Dân Chủ cai trị. Họ nói từ chỉ có một tiểu bang Maryland là cái tiểu bang thống đốc là Cộng Hòa thôi, còn tất cả các tiểu bang còn lại còn là thống đốc của các đảng Dân Chủ. Và họ cho rằng vụ kiện nhằm bảo vệ cư dân, tài nguyên thiên nhiên và lợi ích kinh tế của họ. Và họ cho rằng lệnh của Tổng thống đã chuyển hướng các quỹ sẽ khiến cho họ phải trả hàng triệu đô la thâm thụt. Trong lúc đó thì White House chưa bình luận về vụ kiện để trình lên tòa án ở phía Bắc California. Chắc quý vị biết rằng thường thường tất cả những vụ kiện tổng thống hay là vụ kiện tất cả những vấn đề hiến pháp đều diễn ra ở tại thành phố San Francisco, nơi mà có thể nói là khối dân chủ cũng giống như là tất cả những thành phần chống đảng Cộng hòa đều quy tụ ở đó. Vậy cái câu hỏi đến bây giờ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể xử hạn khẩn cấp để xây dựng bức tường không, hay là một cuộc chiếm đất lớn của tổng thống? Kính thưa quý vị, thống đốc của tiểu bang California đó là ông Gavin Newsom đã bác bỏ quyết định của tổng thống, và ông cho tổng thống đang xây dựng một nhà hát chính trị. Trong khi đó thì bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang New York đó là Letitia James hứa sẽ chống trả mọi công cụ pháp lý theo ý của chúng tôi. Tổng thống đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp như thế nào, thưa Nhi Việt? Lại dĩ nhiên, chúng ta đã thấy Tổng thống Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sẽ cho phép ông để có gần 8 tỷ. Khi mà Tổng thống Donald Trump cho phép ông có 8 tỷ để xây bức tường thì vẫn đang kề cận với ước tính là 230 tỷ billion để chi phí cho hàng rào dọc gần 2.000 km. Tuy nhiên là tương đương với khoảng 2.300 km, thưa như Xuân Kịch. Dạ, và với sự kiện này thì ông Trump cũng chấp nhận rằng ông sẽ bị kiện vì hành động này và dự đoán rằng vụ kiện có thể sẽ kết thúc tại tòa án tối cao. Chúng tôi sẽ đối đầu với cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia ở biên giới về phía nam của chúng ta.
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố, người liên tục tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2018 rằng Mexico sẽ trả tiền cho bức tường. Mọi người đều biết rằng các bức tường hoạt động và đem đến một cái tình trạng an ninh, nhằm ngăn chặn và cứu vãn được tình trạng an ninh của Hoa Kỳ. Dự luật khẩn cấp của quốc gia ông đã giải thích. Tuy nhiên, các nhà khoa học bị phê bình đã cáo buộc chính phủ sản xuất một cuộc khủng hoảng và nói rằng những lời khẳng định của tổng thống về tình hình này là không đúng sự thật. Các chuyên gia cho biết số lượng lớn nhất những người di cư bất hợp pháp định cư ở Mỹ mỗi năm là những người ở lại trong nước sau khi thị thực hết hạn. Và hầu hết các loại thuốc được bán buôn bán vào Mỹ thông qua các hàng rào nhập cảnh. Sau tuyên bố hôm thứ Sáu, một nhóm vận động tự do công dân đã kiện thay mặt cho một khu bảo tồn thiên nhiên và ba chủ đất ở Texas, người được cho biết bức tường có thể được xây dựng trên tài sản của họ. Trường hợp quốc gia khẩn cấp là gì? Kính thưa quý vị, đây là một trong những câu hỏi mà có thể nói đến bây giờ Xuân Quỳnh cũng đã theo dõi, chưa thấy ai có một cái câu trả lời chính xác. Thế nào là trường hợp quốc gia bị khẩn cấp nè? Đạo luật khẩn cấp quốc gia được dự định cho cái thời kỳ khủng hoảng quốc gia như thế nào? Và tuyên bố nó cho phép tổng thống tiếp cận với các quyền lực đặc biệt và cho phép ông bỏ qua tiến hành chính trị thông thường. Ông Trump có thể chuyển từ ngân sách quân sự hoặc cứu trợ thiên tai hiện có để trả tiền cho bức tường. Tuyên bố khẩn cấp của ông Tổng thống trước đây đã được sử dụng rất nhiều để giải quyết cho các cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại, bao gồm ngăn chặn các thực thể liên quan đến khủng bố tiếp cận các quỹ hoặc đầu tư vào các quốc gia liên quan đến vi phạm nhân quyền. Kính thưa quý vị, đạo luật khẩn cấp có một điều khoản cho phép quốc hội chấm dứt tình trạng khẩn cấp nếu cả hai viện bỏ phiếu cho nó. Điều này đòi hỏi cả hạ viện và thượng viện và tổng thống không phủ quyết. Nhưng kính thưa quý vị, điều cuối cùng vẫn là veto ở tổng thống. Nếu hai viện đồng tình như vậy mà tổng thống phủ quyết thì cũng chẳng có giá trị, vì thì quý vị thấy cái quyền hành của ông tổng thống Hoa Kỳ rất là lớn. Và với đa số thoải mái tại viện hạ viện hiện nay thì chắc là đảng Dân chủ có thể thực hiện điều này. Trong lúc đó thì thượng viện hiện nay do đảng Cộng hòa nắm giữ, nhưng một số thành viên của đảng Cộng hòa cũng không đồng tình với tình trạng gọi là tuyên bố của tổng thống Donald Trump cho vấn đề quốc gia mất an ninh. Cái thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà sáng nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị tất cả những gì liên quan đến một trong những sự kiện gây đến một cái tranh chấp rất lớn. Tưởng cũng cần nên biết rằng, kính thưa quý vị, trong 9 thành viên của tối cao pháp viện, đơn vị gọi là tư pháp cuối cùng để quyết định tất cả những sự kiện liên quan đến vụ kiện, hiện nay có thể nói phe bảo thủ nằm ở phía của tổng thống Trump khi ông đã bổ nhiệm hai vị chánh án của tối cao pháp viện, và trong đó đã có một số thành phần đã được những vị tổng thống của đảng Cộng hòa bổ nhiệm. Bởi thế lợi thế của tổng thống Donald Trump vẫn nằm ở tối cao pháp viện. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.